hai ba phẩm xào tiện. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, làm sao tu tập tam ma địa không vô tướng vô nguyện, làm sao nhập tam ma địa không vô tướng vô nguyện, làm sao tập bốn niệm chủ cho đến tám chi thánh đạo, làm sao tu bốn niệm chủ cho đến tám chi thánh đạo, làm sao tập các pháp bồ đề phần khác, làm sao tu các pháp bồ đề phần khác. Phật bảo: Thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, nên quán sắc uẩn cho đến thức uẩn đều không, nên quán nhãn xứ cho đến ý xứ đều không, nên quán sắc xứ cho đến pháp xứ đều không, nên quán nhãn giới cho đến ý giới đều không, nên quán sắc giới cho đến pháp giới đều không, nên quán nhãn thức giới cho đến ý thức giới đều không, nên quán nhãn xúc cho đến ý xúc đều không, nên quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều không, nên quán địa giới cho đến thức giới đều không, nên quán nhân duyên cho đến tăng thượng duyên đều không, nên quán vô minh cho đến lão tử đều không, nên quán bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa đều không, nên quán pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không đều không, nên quán trần như cho đến cảnh giới bất tư nghì đều không, nên quán thánh đế khổ tập diệt đạo đều không, nên quán bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo đều không, nên quán bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều không, nên quán tám giải thoát cho đến mười biến xứ đều không, nên quán pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện đều không, nên quán tịnh quán địa cho đến Như Lai địa đều không, nên quán cực hỷ địa cho đến pháp vân địa đều không, nên quán tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn tam ma địa đều không, nên quán năm loại mắt, sáu phép thần thông đều không, nên quán mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng đều không, nên quán đại từ đại bi, đại hỷ đại xả đều không, nên quán 32 tướng, 80 vẻ đẹp đều không, nên quán pháp không quên mất tánh luôn luôn xả đều không, nên quán trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đều không, nên quán quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề đều không, nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật đều không, nên quán pháp hữu lậu vô lậu đều không, nên quán pháp thế gian và xuất thế gian đều không, nên quán pháp hữu vi vô vi đều không, nên quán pháp quá khứ vị lai hiện tại đều không, nên quán pháp thiện bất thiện vô ký đều không, nên quán pháp của dục giới sắc giới vô sắc giới đều không. Thiện hiện nên biết khi đại Bồ Tát ấy quán như vậy thì tâm không loạn, nếu tâm không loạn thì không thấy pháp, nếu không thấy pháp thì không tác chứng. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát học một cách rốt ráo tự tướng của các pháp đều không, không có pháp nào tăng, không có pháp nào giảm, cho nên đối với các pháp không thấy không chứng. Vì sao? Vì trong thắng nghĩa đế của các pháp, người chứng pháp được chứng, thời gian chứng, nơi chốn chứng và do đây chứng, trùng hoặc riêng đều không thể đắc và không thể thấy. Bấy giờ thiện hiện liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như Ngài nói, các đại Bồ Tát nên quán pháp không, nhưng không chứng. Vì sao các đại Bồ Tát nên quán pháp không mà không chứng? Phật bảo: Thiện hiện, đại Bồ Tát quán pháp không, trước tiên hãy nghĩ như vậy: pháp ta nên quán các tướng của nó đều không, không nên chứng. Vì học mà ta quán các pháp không, chứ không phải vì chứng mà quán các pháp không. Nay là lúc ta học, chẳng phải lúc ta chứng. Đại Bồ Tát ấy khi chưa nhập định thì buộc tâm vào cảnh, chứ chẳng phải nhập định rồi buộc tâm vào cảnh. Lúc này Đại Bồ Tát ấy không thối lui tất cả pháp phần Bồ Đề, không chứng lậu tận. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy thành tựu trí tuệ rộng lớn như vậy, khéo trụ vào pháp không, và tất cả pháp phần Bồ Đề luôn nghĩ như vậy, bây giờ nên học chứ không nên chứng. Đại Bồ Tát ấy hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thường nghĩ: đối với bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, bây giờ ta nên học chứ không nên chứng. Đối với pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, bây giờ ta nên học chứ không nên chứng. Đối với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, bây giờ ta nên học chứ không nên chứng. Đối với thánh đế khổ tập diệt đạo, bây giờ ta nên học chứ không nên chứng. Đối với bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, bây giờ ta nên học chứ không nên chứng. Đối với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, bây giờ ta nên học chứ không nên chứng.
Đối với tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, bây giờ ta nên học chứ không nên chứng. Đối với pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, bây giờ ta nên học chứ không nên chứng. Đối với tịnh quán địa cho đến như lai địa, bây giờ ta nên học chứ không nên chứng. Đối với cực kỳ địa cho đến pháp vân địa, bây giờ ta nên học chứ không nên chứng. Đối với tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, bây giờ ta nên học chứ không nên chứng. Đối với năm loại mắt, sáu phép thần thông, bây giờ ta nên học chứ không nên chứng. Đối với 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, bây giờ ta nên học chứ không nên chứng. Đối với đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, bây giờ ta nên học chứ không nên chứng. Đối với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, bây giờ ta nên học chứ không nên chứng. Đối với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, bây giờ ta nên học chứ không nên chứng. Đối với tất cả hạnh đại Bồ Tát, bây giờ ta nên học chứ không nên chứng. Đối với hết quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, bây giờ ta nên học chứ không nên chứng. Nay vì học trí nhất thiết trí mà ta cần phải học quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề để cho hoàn hảo chứ không chứng. Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát ấy hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nên tập tam ma địa không vô tướng vô nguyện, nên trụ tam ma địa không vô tướng vô nguyện, nên tu tam ma địa không vô tướng vô nguyện, nhưng đối với thật tế không tác chứng. Nên tập bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, nên trụ bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, nên tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, nhưng đối với thật tế không tác chứng. Nên tập các pháp phần bồ đề khác, nên trụ vào các pháp phần bồ đề khác, nên tu các pháp phần bồ đề khác, nhưng đối với thật tế không tác chứng. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát ấy, tuy tập pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng trụ vào pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, và cũng tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, nhưng không chứng quả dự lưu cho đến không chứng độc giác bồ đề. Tùy tập bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, cũng trụ vào bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, và cũng tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, nhưng không chứng quả dự lưu cho đến không chứng độc giác bồ đề. Tùy tập các pháp phần bồ đề khác, cũng trụ vào các pháp phần bồ đề khác, và cũng tu các pháp phần bồ đề khác, nhưng không chứng quả dự lưu cho đến không chứng độc giác bồ đề. Nhờ đó mà đại Bồ Tát ấy không rơi vào địa vị thành văn và độc giác, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện ví như tráng sĩ dung mạo đẹp đẽ oai hùng khỏe mạnh, ai thấy cũng hoan hỉ, và